lúc này đây có lẽ Sầm Sơn đang là địa điểm hot nhất tại Thanh Hóa. Bởi chỉ một chút ít nữa thôi thì ngay tại đây sẽ diễn ra lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 với chủ đề Sầm Sơn rực rỡ sắc màu. Đêm khai mạc hôm nay chắc chắn sẽ mang đến cho du khách và quý vị một đêm thật bùng nổ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ghi nhận trong sáng ngày 27 tháng 4, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 và khánh thành quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn sẽ diễn ra vào 20 giờ tối ngày 27 tháng 4 tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn đang được thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan hoàn thiện để sẵn sàng chào đón khách du lịch đến với Sầm Sơn. Sự kiện sẽ góp phần khắc họa rõ nét chân dung đô thị trẻ Sầm Sơn, vừa căng tràn sức sống hiện đại, vừa giàu truyền thống lịch sử văn hóa trên hành trình trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia. Tôi cảm thấy Sầm Sơn hôm nay không khí rất là sôi nổi, đẹp, hiện đại và mọi người đến đây cũng rất là đông. Chẳng hạn như bạn bè tôi cũng thế và gia đình tôi nữa, cảm thấy rất hào hứng khi đến với Sầm Sơn. Tôi, bạn bè tôi và gia đình tôi đang rất trông chờ cái chương trình khai mạc biển tối nay đây. Hy vọng là sẽ mang đến một không khí rất là vui tươi, phấn khởi, hào hứng cho tất cả mọi người. Năm nay, sân khấu lễ khai mạc được thiết kế hiện đại và ấn tượng để mang đến cho du khách những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo. Bên cạnh đó, tại khu vực sân khấu và ghế ngồi cũng đang được các đơn vị thi công gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong trang trí khánh tiết. Chương trình năm nay chắc chắn sẽ mang đến cho du khách một đêm hội mang đậm bản sắc văn hóa, có tính nghệ thuật cao, độc đáo, ấn tượng, hình thức tổ chức chuyên nghiệp, thiết thực, an toàn và hiệu quả, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự.